Lần đầu tiên đặt một set đồ về nhà nấu mà bị đổ tè le hết trơn, quá là đáng tiếc Mà không biết sao nha, bình thường đó là tôi ấy đồ về là tôi hay để mấy ngày sau tôi mới mở Nhưng mà bữa nay ông bà dựa hàng hết. tự nhiên tôi nhận lên xong cái tôi mở ra luôn mọi người Thế là phát hiện nó bị chảy nước, chắc là từ cái túi kim chi zip không có kỹ Đây là combo nấu top kỳ tôi thấy ăn được 3 đến 4 người luôn đó mọi người Có hơn trăm ngàn thôi thì tôi thấy cũng khá là ok lúc mà tôi coi video á Cho đến lúc bây giờ thì tôi xin phép nhường lại cái phần đánh giá cho mọi người nha Tại tôi bận tôi làm cho mọi người coi để mọi người đánh giá đó Phải một đứa làm, một đứa nhìn Chứ bây giờ tôi vừa làm tôi vừa đánh giá sao được đúng không? Mỗi người mỗi việc đi cho nó công bằng. Đó chi tiết thì đó nha, có bịch kim chi, bịch này là bịch chả cá, bịch sốt, bịch tấm và có cái giấy hướng dẫn, có này bịch canh nè mọi người. Tôi nói thì hướng dẫn nha, mà bị cái nè, cái này mình phải tự nêm thêm các bạn. Họ có ghi là nêm nước tương, thêm đường, tương ớt rồi thêm tương cà nữa nếu có. Tôi thấy kiểu bị bất tiện á, nếu mà nấu ở nhà thì mình có sẵn mấy cái đồ nêm mình nêm vô chứ nếu mà mang đi picnic này nọ thì đâu ra mà có đúng không? Mà nói chung thì cái này cũng tùy khẩu vị tại vì trong cái tờ hướng dẫn sử dụng người ta kêu là nêm thêm. Ý là họ cũng hướng dẫn cái định lượng á cho nên là đó vậy đó thì tôi cũng làm theo nhưng mà cũng sẽ cân chỉnh theo đúng cái khẩu vị cá nhân của mình để mình ăn mình cảm thấy dễ chịu nhất nha. Tôi có thêm cái viên chiên nữa, hai cái trứng luộc nữa, gói mì nữa, với lại hành ba ro là không thể thiếu ha, cho vô luôn. Chờ mì chín mềm là chắc cũng chín hết trơn rồi đó mọi người. Tại cái khúc này á, nhìn là ướm được nó chín á, cái tteokbokki nó mềm ra rồi cái màu này lên cũng thấy khá là giống ngoài hàng rồi đó nha mà mọi người ơi con mắt bự hơn cái bụng rồi tôi cho cái gói mì vô cái tôi thấy nó thành một nồi tổ chảng luôn cái này á bốn người ăn cùng nhau mới hết nổi nha thiệt sự tính ra đứa có ba bốn chục ngàn ăn cũng ok la luôn đó chả cá nè tóc nè mì nè trứng nè còn này là tôi ha cái bữa ăn này á coi như là thử thách ăn sáng lúc 2 giờ chiều đi mọi người hồi sáng quên ăn ăn uống còn không đúng giờ nhưng mà nghiệt ngã một cái là toàn đôi phải gặp đúng người đúng thời điểm thiệt là tham lam nhưng mà bị cái cũng không biết tìm người ở đâu cho đúng thời điểm nữa mọi người mấy Ai mà hay dục tôi cưới đi để đi đồ đó Thì càng vô đây chỉ cho tôi chỗ tìm người đi Đừng có hối thúc tôi nữa tôi rất mệt Nhiều quá mọi người ơi Cái này chắc ăn 5 ngày mới hết quá thật sự Cứu lấy tôi với trời ơi Nếu mà mấy bữa nay mà trời mưa mưa Mà ở nhà rảnh rảnh mà tụ tập tụ tập á các bạn rảnh thì các bạn có thể thử một set Đem về nhà nấu ăn xem như thế nào nha Tôi thấy cũng ổn trong những ngày mà không có đi ra đường được Còn nếu những ngày mà ráo 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 cầm như đây ra đường thì đi Yoduki ăn cho vui Ok đó